Còn bây giờ trở lại với vấn đề chúng tôi đã nhấn mạnh ở phần đầu chương trình. Hơn 20 lao động Việt Nam đã mất tích khi đang trên đường từ Trung Quốc đại lục sang Đài Loan theo con đường xuất khẩu lao động chui. Và hôm nay thi thể của một trong những nạn nhân này đã được đưa về nước. Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm nhiều làng quê ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là hai địa phương có nhiều lao động tử nạn khi đang trên đường qua Đài Loan để xuất khẩu lao động chui. Hôm nay, thi thể của anh Đào Sĩ Hùng, sinh năm 1987 ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mới được đưa về nhà. Mất mát, đau thương là những gì người ở lại phải gánh chịu. Ngày 27 tháng 2 là bắt đầu xuất phát ở nhà, ra ngoài Hà Nội làm thủ tục. Chỉ mất mấy ngày đây mới bắt đầu sáng cửa khẩu Tân Thanh. Bắt xe đến cùng ngày bắt xe mất hai một ngày một đêm đó. Là bắt đầu mới đến cái bến này là nghỉ một đêm là sáng mai nghỉ là tùy là đi tàu luôn. Trước khi lên tàu là người nhà là cầu vận điện về. Nhưng mà sau lên tàu là mất tích. Hơn 20 lao động đã tử nạn khi đi xuất khẩu lao động chui tại Trung Quốc. Chỉ vài người trong số này có giấy tờ và được chính quyền Trung Quốc bàn giao thi thể để đưa về nước. Những thi thể còn lại vẫn đang chờ để được xác minh thông tin, xét nghiệm ADN. Vào chiều 31 tháng 3 năm 2017, thì cháu như vậy là buổi chiều xuống tàu để tội trên đường hành quân sang Đài Loan. Thì trên chuyến tàu đó thì được tên 20 người, trong đó có 3 nữ, người Nam Đàn có thì Quỳnh Liễu có, rồi Quảng Trị, Quảng Bình, Hải Phòng, Bắc Giang. Đó là những thông tin mà thông qua cháu điện thoại cho người yêu. Sau người yêu rồi điền về cho gia đình báo tin trên chuyến tàu đi có số lượng người và người ở cùng quê hoặc khác quê như này. Theo người nhà của các lao động tử nạn, từ cuối tháng 2 năm 2017, những người lao động không may mắn này đã được ra Hà Nội. Sau đó đóng một khoản tiền là từ 40 đến 50 triệu đồng cho một người ở Bắc Giang để được đưa sang Trung Quốc. Chiều ngày 31 tháng 3, họ mua vé tàu để di chuyển qua Đài Loan thì bị mất tích. Là đi từ ngày 31 tháng 3 đó, là bắt đầu sang bên Trung Quốc là lên tàu. Và khi đó là gia đình cũng chưa biết là bị bắt hay là tàu tìm nạn. Là bắt đầu tầm khoảng ngày mùng 5 tháng 5 á, tầm khoảng người dân cũng nhớ rõ lắm. Mùng 5 tháng 5 là đi cùng nghe thông tin là tàu tìm. Thì người nhà cũng sốt ruột thì cũng biết như ai thì từ là gọi là vay mượn để mà đi tìm kiếm á. Đấy là cái việc mưu sinh cho gia đình, nhưng do sự nhạy cảm của xã hội, thứ hai là cái sự hiểu biết và cái trách nhiệm của cá nhân và cũng như là một số của tổ chức cá nhân khác đáng tổ chức hoạt động cả cái chức năng này nên có cái tầm nhìn và có cái định hình công việc của mình, cũng đề nghị cả cái cơ quan chức năng cần có cái trách nhiệm hơn và tuyên truyền giáo dục cho nhân dân và cũng như là các cái tổ chức khác và xã hội nhận thức được và nắm bắt được vấn đề này. Hiện các gia đình đã trình báo lên Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn làm các thủ tục sang Trung Quốc nhận thi thể thân nhân đưa về nước.